Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay đã trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm cổ. Thì tối hôm qua anh em cô đã làm cái clip tái con đi đèn, thì trong đó có cặp loa. Thì nhiều khách cùng nhắn tin hỏi cặp loa gì và tầm giá bao nhiêu và nghe như thế nào, các thông số kỹ thuật có dày ghép hay không. Thì hôm nay Khôi tranh thủ review chi tiết cặp loa ngày hôm nay. Cặp loa đến từ một cái thương hiệu đời mới. Nó rất đầy mới này, nó là nắp sau, nốt sau chứ không nắp sau. Thì cặp này nó thuộc về cái dòng loa Boxell, thuộc Boxell, và nó là dòng loa cũng châu Âu, có những cái đặc điểm nó quen thuộc cũng như là giống với các cái cấu hình của các dòng BMW của Anh á nha. Thì bây giờ, và tuy nhiên cái mức giá nó rất là rẻ, rất là bình dân luôn, chỉ có vài triệu thôi, nhưng mà nghe chất âm nó rất ấn tượng. Cứ nghĩ là đây là một cái cặp loa high-end mắc tiền trị giá ngàn đô, nhưng mà thật ra nó chỉ có một vài triệu tiền Việt Nam thôi. Bây giờ Khôi sẽ đưa máy gần anh em cùng xem. Đầu tiên là nói về đồ mới, cặp này nó gần như có thùng xốp ở đây, nhưng mà khi ship về bên nó bỏ mất thùng rồi, bỏ mất thùng cho nó đỡ cánh cái gì đó. Rồi thì riêng nguyên bản toàn tập tuyệt đối, chưa bung móc anh em nha, 100% là chưa có dấu chụp vít vào luôn, khẳng định như vậy. Thì nó được thiết kế theo hình, cái này là hình gì ta, hình trái xoài nè. Nó giống với một số dòng kép á, anh em để ý các cái dòng kép EQ á thì nó cũng có dòng này, hoặc là những cái dòng loa của châu Âu, dòng loa Spear gì đó nha. Thì các cái dòng châu Âu thì nó thiết kế hai đường tiếng anh em, hai đường tiếng Boxell là hai đường tiếng. Thì Khôi sẽ quay cận cảnh về cái màng đây em. Ấn tượng nhất là cái màng, đầu tiên là cái màng này là màng sợi carbon, sợi da tranh đây nha, sợi da tranh. Thứ hai nữa là cái mũi, anh em để ý nè, đây là cái mũi này, khi mình đánh nó sẽ nhún vào, anh em thấy không, rất là đẹp. Đó là cái điều đặc biệt, và một số anh em chơi dùng loa Âu BMW các thứ anh em đã gặp rồi, cũng là dùng gân cao su anh em nhé, gân cao su đây. Dòng loa Âu, sắt Âu là phải là dòng cao su, thì đó là những cái đặc điểm. Dòng cao su thì nó cho cái âm trầm mạnh này, cái tiếng nó gay góc nha. Nhưng mà nói về độ mềm mại như dòng loa cổ thì không có. Nghe nhạc vàng thì nó không đạt, nhưng mà nghe nhạc vàng tiết tấu mới, nhân kỹ thuật số thì nó hợp nha. Đó. Hôm qua Khôi test với những cái bản acoustic của Việt Nam, của những ca sĩ Tuấn Anh ở Việt Nam thể hiện thì vẫn rất là hay. Ok, thì e-căng anh em, e-căng còn nguyên zin tem đầy đủ hết nha. Đây. Đó. Vẫn được thiết kế là e-căng, nhưng mà cái e-căng này là e-căng nhựa anh em, e-căng nhựa ha. Rất là dày luôn, rất là nặng luôn. Đó. Logo vẫn còn. Cái logo rất là ấn tượng anh em thấy, cái chữ của nó được son caro. Về kích thước thì như thế này, đây, chiều sâu rất là sâu đây. Một cái lá Boxell mà cái chiều sâu nó tới khoảng có 30 ha, 30. Cái này là bát 10, trong lồng là 16, còn gọi là 18 đây nhé, 18. Chép mũi nhôm, lách cất len keng anh em nhé. Rồi bây giờ Khôi xoay phía sau anh em cùng xem. Đây, rất đẹp nha, đồ đẹp không phải bàn rồi. Hình như trùng series liền kề gì đó, thì cái này cũng không quá quan trọng, nhưng mà Khôi xem nó Khôi đọc luôn. Nếu mà liền kề thì coi như mình cũng may mắn. Số series 0016, cái này trùng series này, trùng series này. Tại vì sao? Vì cái nhiều người hỏi là sao là trùng mà có cặp thì liền kề, tại vì là cái dòng loa Âu loa mới á, thì cái gỗ này là gỗ Sherwood này, gỗ Sherwood, thì nó là tất cả cái dòng gỗ nó giống nhau, nó sản xuất ra giống nhau hết. Đây là gỗ sản xuất chứ không phải gỗ làng như ngày xưa thủ công nha. Đây, thông số là 6 ohm anh em. Công suất, đặc biệt là cái phần công suất nó rất là ấn tượng, 20-100W. Thì sao? Mình có thể hiểu nôm na, 20 là cái đầu vào, 100W là maximum. Thì đầu vào có 20W thì anh em rất là dễ quấn. Âm ly đèn L84 cũng có thể quấn ra rồi, không cần quá lớn nha. Đó, dải tần từ 58Hz cho tới 20kHz. Đây, độ nhảy thì 85dB. Độ nhảy này á, thì nó thuộc về dòng Boxell, thì cặp nào nó cũng từ 85 trở xuống thôi, chứ nó cũng không có cao nha. Đó, ok. Thì đây thì có cái chữ là nút sen electric, thì
mình dịch ra đây, mình tìm cái thông tin của cái này, nó là đời đời loa này được sản xuất tại là China nha. Đó. Nhưng mà nó là dòng loa sản xuất châu Âu, thương châu Âu. Tất cả những cái gì liên quan thì cũng nói hết rồi. Thì cặp này Khôi cũng không biết thị trường bán được bao nhiêu hay là các cái siêu thị hay em bán bao nhiêu. Nhưng mà Khôi thấy dễ thương. Đó, có tìm hiểu, nghe thử các cái clip của nước ngoài, thấy hay ấn tượng thì Khôi ship về nè. Về để trải nghiệm, về để ghép với các âm ly đèn theo những cái lời đồn rất là hay luôn. Nghe những cái bản nhạc mới tiết tấu nhanh, tuyệt vời. Đó, và mức giá cũng rất là dễ thương, 6.500.000. Đó, rất là tuyệt vời. Và anh em nào mua chốt trong cái dịp cuối tuần ngày hôm nay, cuối tuần này thì Khôi sẽ bao ship luôn cho anh em tận nơi, bao ship toàn quốc nha. Còn nếu mà mua vào những ngày đầu tuần hoặc là ngày thường thì Khôi không bao ship. Anh em nào xem được clip thì nắm rõ vấn đề này nhá. Một lần nữa Khôi xin cảm ơn. Thì Khôi sẽ edit lại cái phần test chất âm hôm qua mình test rồi, thì hôm nay cũng cần test lại nhá. Mà Khôi sẽ edit lại thôi, anh em cùng nghe thử. Thank you.
cháy ra đưa mặt lên không thương tình xót xa tay khắp người xưa lệ nào cho vừa người đàn bà đi nhặt đời mình trên đống bỏ hoang đầy tội tình cỏ cây như đứa mơ hồ biết đâu con đường đêm vắng con trùng dối nhau người đàn bà đi nhặt mặt trời.